đây là một cái điều khó khăn khi mà quay clip. Mọi người nhìn coi, thấy rác ở chung quanh không? Trời ơi, tới mức mà phải bịt lại muốn nín thở luôn, rất là thúi man. Quá thúi đi. Terrible places. Shit man, it's fucking smell man. Anh phải khử mùi bằng sơn á chị. Tại hồi anh phải nói chuyện với em cho nên là anh phải... Yeah. Yeah. Mọi người đã casting được một diễn viên hoàn hảo. Chú đếm 1, 2, 3 con cười nha. Chúng tôi còn rất là nhiều cảnh phải quay. Chắc có lẽ là ngày thứ nhất quay không kịp, phải cho nợ qua ngày thứ hai. Ta lên thì chúng ta có đến 70-80 người. Mà cảnh quá rộng à, cho nên là cái communication không có được tốt lắm. Nãy giờ chúng ta quay hơn 1 tiếng rồi, nhưng mà vẫn chưa lấy được cái shot mà mình ưng ý. Mình làm 4 shot. Ra theo sự chỉ đạo của anh Bôn, nó mark cái điểm ở trên mặt đất đó, là mẫu đi từ chỗ nào đến chỗ nào cho anh. Anh muốn cái chỗ này nó có màu chút xíu, màu trắng, nó stand out quá. Background của mình nó không có gì đó. Bây giờ chỉ có đưa nó đằng sau lưng được thôi. Nó sẽ làm gì? Không có close up quá. Không có thấy chân thì anh lấy cái nào của em. Nghe đó mọi người, đi đi liền luôn nha, đừng biết ai đợi ai hết. Bố nhanh lên, nhanh lên. Đã thời gian rồi. Bây giờ là tất cả cơ hội đi vô được một lần này thôi, nếu không được nữa thì là cả đoàn mình ăn cám. And action. Hôm nay là cái ngày rất là cực khổ cho cả đoàn. Lúng sình. Giờ sao đây? Đây nè, đứng đi đường vòng này vô nè. Giờ chân ra nè. Thôi quay hoài vậy trời. Vì Trúc Diễm không có chịu diễn tốt cho nên là mọi người cứ diễn. Những thứ mà em tao xăm mình, xe tốt quần áo là những thứ mà tao bao năm rình. Phường khóm công an là nơi tao đang đăng hình. Hẻm 48 ngay từ xưa đó không là yên bình. Sáng ngày hôm qua cũng giống như sáng của ngày hôm nay. Việc tao làm cũng như mọi ngày, thằng Caric đã thấy. Tao làm việc của tao, khi tất cả trở thành vấn đề tao để giao làm việc của tao. This is what we hay bắt on set man. Nếu như mà không có PS Lighting hỗ trợ thì chắc là sẽ không có được những cái cảnh quay rất là tuyệt vời. Và cũng phải nói thêm là cảm ơn đạo diễn Bôn Hồ của chúng ta nữa, đã set ra những cái cảnh và nghĩ ra những cái cảnh mà có thể nói là chưa bao giờ thấy trên tất cả các clip Việt Nam. Ê! Tự nhiên anh đưa đi lên. It's gotta be like this. Yeah, while we here. What's up? Let's moving on to the next shot.